đây hôm nay quay cho các bạn là cái khu Thiên Nga này ăn này. Nhiều người cứ hỏi là chỗ Thiên Nga sống ở đâu thì đây người nhìn chưa đấy, có người chăm sóc Hà Nội đấy, rất nhiều luôn đang trực ăn. Và phía trong kia các bạn để ý là đó, thấy chưa, bèo này, bèo ở phía trong này, Thiên Nga ở phía trong kia, đầu kia nó có cái những cái bèo nhưng mà vẫn được chặn ở phía ngoài, chỉ thò những cái ấy vào thôi, lá vào thôi, còn đâu Thiên Nga ở phía trong này đấy, được nuôi dưỡng đấy, chuồng để dưới cái cầu này cho đỡ bị nắng. Những cái cầu Tam Bạc này mới hoàn thành 2018. Chú ơi, chú đang bơi ra này, chắc được gọi, được các bạn gọi này. Đây. Mọi người sau đây ăn ở đây. Đấy, tùng là... Đấy. Dọc đây thì dọc đây là giải à, bây giờ ấy hết hoa giấy rồi, dọc sông rồi luôn rồi, bơi ra nhiều chưa đấy, bơi ra nhiều không ấy, thấy nó được gọi ăn này, nó bơi ra chít chít luôn. Ăn sạch đó, bên kia thì đây, bên này thì vẫn đang chúi mũi vào đây ăn. Hoa phượng thì bên kia chợ sắt kìa, hoa phượng vẫn nở đỏ luôn. Tiếp theo kia là các tòa nhà, bên kia là phố Tam Bạc. Đây hoặc thấy ở đây một số cây mọc đây. À, kia là cái xuồng để dọn dẹp sông. Còn kia là hoa giấy trải dọc đây luôn hai bên. Dài đến tận hoa giấy này được lắp đến tận khu cầu Lạc Long. Tầm chiều này thì mọi người ra đây chơi rất là đông. Đấy. Các cửa hàng bên kia. Đấy. Phục vụ nước uống này, mọi người ngồi đây. Ngã xuống sông cơ. Xem mà Thiên Nga ăn cái gì nhé. May thì có thấy cái điểm này bán này. Mọi người ở đây rất là đông luôn. Thực sang họ phải xem. À đây là rau muống hả chị? À, em hỏi thì xem
mọi người thấy thả nhiều thứ. Cảm ơn. Rau muống, mọi người bán rau muống, bứt rau muống đến đây thì chắc là được cho phép rồi, cho nên là mọi người mới được ấy rau muống đây. Đã ra tập trung kìa, để cho ăn. Đến giờ ăn này. Có bao thức ăn ở ngoài. Đông chưa? Đấy, chèo thuyền này. Chèo cái thuyền nhỏ rất hay. Đó, mọi người tập thể dục, đi bộ ở đây, trời đây rất nhiều. Đấy, mua túi rau rồi, cho Thiên Nga ăn này. Đấy, mua túi rau cho Thiên Nga ăn. Còn kia là mấy quán bia, mọi người có thể ăn uống đây. Đây, quán nước ngọt. Đẹp chưa? Rồi, một chút chia sẻ với anh chị và các bạn để anh chị và các bạn hiểu hơn về chỗ khu nôi Thiên Nga. Nhiều người cứ hỏi là mình phải quay, kể cả cái đầu phía cầu Lộc Long kia cũng có cái điểm ăn uống ở đó, nhưng mà không có nhà thì hầu như là ta chỉ quay về đây thôi. Chúc anh chị và các bạn một ngày vui vẻ và gặp nhiều điều may mắn. Nhớ đừng quên ủng hộ kênh Tôi Ở Phòng bằng cách bấm nhấn đăng ký và nhấn like để kịp thời theo dõi những video mới nhất từ kênh Tôi Ở Phòng nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ các bạn để ý xem là dọc đây là đều có hoa giấy ấy. Đây, cái liễu đây, nhưng mà nhiều cây nó bị ấy. Đấy, còn có cây phượng hoa giấy đấy. Nhiều cây liễu nó cứ tùm rồi. Đấy, hàng liễu um tùm luôn. Có chỗ thì nó không um tùm. Rồi, cảm ơn mọi người nhé.